Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, an cư lạc nghiệp là điều mơ ước nhưng không dễ thực hiện của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng từ quỹ vì người nghèo, sự chung tay chia sẻ góp sức của cộng đồng, nhiều ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Cùng với mùa xuân, tình người như ấm lên trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Khi nắng ấm của mùa xuân lan tỏa, lòng người rạo rực rộn rã như muốn hòa quyện với đất trời thiên nhiên, là lúc Tết đến xuân về, là khi cỏ cây xanh lá đơm hoa, người người chúc nhau lời hay ý đẹp, trao nhau niềm tin và hy vọng vào những ngày đầu xuân năm mới. Tết đã về trên khắp núi rừng Tây Bắc. Những ngày giáp Tết, chúng tôi đến thăm các gia đình vừa được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Trong những ngôi nhà mới, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cảm nhận một mùa xuân đến sớm trong những ngôi nhà ấm áp tình người. Đối với các hộ nghèo vừa được nhận những ngôi nhà đại đoàn kết, thì mùa xuân này thật ý nghĩa vì năm nay họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Đây là ngôi nhà mới của gia đình anh Lường Văn Hoàn ở bản Chăn, xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo. Chỉ vài tháng trước, cũng chính trên nền đất này, vợ chồng anh Hoàn và hai đứa con nhỏ phải sống trong một căn nhà lá sập xệ, siêu vẹo, chật chội, tạm bợ. Nay thì khác, gia đình anh Hoàn vừa chuyển vào ngôi nhà sàn vững chãi và khang trang. Cả nhà mừng vui hơn khi được đón Tết trong ngôi nhà mới còn thơm mùi gỗ. Dẫu biết rằng số tiền quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ gia đình anh làm ngôi nhà này chẳng phải nhiều. Tuy số tiền 20 triệu đồng cùng với sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quải Nưa là động lực để vợ chồng anh Hoàn nỗ lực quyết tâm cùng với sự giúp đỡ của bà con và anh em họ hàng trong bản tạo dựng ngôi nhà mới. Niềm vui của gia đình anh Hoàn được nhân lên gấp bội khi có nhà mới vào đúng dịp đón Tết Nguyên đán. Ngôi nhà mơ ước bao năm nay sẽ giúp vợ chồng, con cái anh yên tâm hơn trong cuộc sống. Trước đây thì hoàn cảnh gia đình mình gặp rất nhiều khó khăn, thì nhà cửa thì tạm vợ thì được sự quan tâm giúp đỡ làm chính quyền nhà nước thì tạo điều kiện để giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình chúng tôi trong một cái căn nhà khang trang và không biết nói gì hơn thì cảm ơn đảng, chính quyền nhà nước và ban xã đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình. Đây là ngôi nhà vừa mới xây xong của vợ chồng ông Quảng Văn Phắn và bà Quảng Thị Yên, thuộc diện hộ nghèo lâu năm của bản Hòm Hốc, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. Gia đình ông bà không có đất sản xuất, cả hai vợ chồng thường xuyên ốm đau. Cuộc sống của hai ông bà chỉ dựa vào việc đi hái măng, hái rau, đổi lấy gạo thức ăn qua ngày. Ngôi nhà này của ông Phắn là vô giá, bởi ngoài số tiền nhà nước hỗ trợ, còn lại trực tiếp gia đình trưởng bản Lò Văn Giót đứng ra hỗ trợ từ ngày công, vật liệu xây dựng để hoàn thiện ngôi nhà. Đề nghị lên cấp trên là ủng hộ cái nhà, thì bây giờ thì cũng có cái nhà bên nhà nước hỗ trợ là 20 triệu đồng đấy, thì cũng có nhà để hộ gia đình Phắn thì cũng có chỗ ăn, chỗ để, thì cũng trước hết thì cũng đại diện cho bạn thì cảm ơn đảng và nhà nước thì cố gắng quan tâm hơn nữa. Ngôi nhà này là tổ ấm, chỗ dựa, là nơi che chở cho cả gia đình ông Phắn và bà Yên yên tâm lao động, phấn đấu để thoát nghèo. Nhận ngôi nhà mới trước thềm xuân mới là nguồn động viên lớn lao, là niềm vui, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội đối với gia đình ông. Đến một mà quan tâm. Nhiều năm rồi gia đình tôi sống trong ngôi nhà tạm bợ. Trong dịp Tết năm nay, tôi có ngôi nhà mới để ở. Tôi rất vui mừng, cảm ơn Đảng và Nhà nước, mặt trận các cấp đã quan tâm làm nhà cho những hộ nghèo cực khổ như chúng tôi. Với sự chung tay góp sức của cộng đồng, năm nay, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tuần Giáo được đón Tết Nhâm Dần 2022 trong những ngôi nhà mới khang trang và ấm áp nghĩa tình. Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp làm nòng cốt, có vai trò là cầu nối liên kết, huy động sức mạnh của cả cộng đồng, chung tay giúp người nghèo.
Ban vận động ngày vì người nghèo của huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn các cơ sở triển khai sâu rộng cuộc vận động, kêu gọi sự ủng hộ trong và ngoài tỉnh, nối vòng tay nhân ái xây dựng quỹ vì người nghèo, trở thành một hoạt động truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thì trong năm 2021 thì ban vận động quỹ vì nghèo các cấp đã xây dựng 21 nhà đại đoàn kết cho các hộ là đối tượng nghèo trên địa bàn huyện. Cũng có thể nói là đối với việc xây dựng hỗ trợ nhà đoàn kết thì cũng được sự ủng hộ của các cấp, các ngành. Đây cũng là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng làm giảm bớt cái gánh nặng về ngân sách của địa phương cho cái việc là đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo trên địa bàn. Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Quỹ vì người nghèo các cấp huyện Tuần Giáo đã vận động được hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa một ngôi nhà và làm mới 21 nhà đại đoàn kết, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà. Chia tay những người dân nghèo được chính quyền địa phương hỗ trợ làm nhà, chúng tôi nhớ mãi những gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn khi lần đầu tiên họ được sở hữu một mái nhà vững chãi. Đằng sau hạnh phúc của họ là những tấm lòng và những giọt mồ hôi lặng thầm của những người cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở. Nhìn những ngôi nhà mới mang tên Đại Đoàn Kết đang được xây dựng ngày một nhiều ở huyện Tuần Giáo, chúng tôi chợt thấy lòng mình ấm áp và dâng lên một niềm vui khôn xiết. Thưa quý vị và các bạn, có dịp trở lại khu điều trị phục hồi chức năng bệnh nhân phong K10 tại xã Dạng Đông, huyện Tuần Giáo, hình ảnh về ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài, sự xa lánh của người đời và cuộc sống lay lắt đói nghèo của bệnh nhân phong này đã lùi vào quá khứ. Từ miền đất khó, làng phong giờ đây đang hồi sinh mãnh liệt, khoác lên mình diện mạo của sự no ấm đủ đầy, chất chứa yêu thương và niềm tin vào cuộc sống, sự đổi thay. Khu điều trị bệnh nhân phong K10 thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên, đứng chân trên địa bàn xã Dạng Đông, huyện Tuần Giáo, là nơi duy nhất tiếp nhận điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong tại Điện Biên. Trại phong K10 được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ trước. Trước kia được đặt tên là Trại phong Nậm Dìn, thuộc Trung tâm Gia Liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và sau này được đổi tên thành Trung tâm Phục hồi chức năng bệnh nhân phong K10 Nậm Dìn thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên. Trải qua hơn 50 năm kể từ ngày những người mắc bệnh phong về khu điều trị phong sinh sống, phải lặng lẽ chịu sự kỳ thị của những người bên ngoài. Nhưng đến nay, những thế hệ thứ hai, thứ ba của làng không còn bị di chứng của căn bệnh này nữa. Họ tự do rời làng học tập, làm việc và kết hôn với những người không mắc bệnh. Không còn nữa những ngôi làng biệt lập, cách trở như ngày nào. Giờ đây làng phong đã có con đường bê tông phẳng lì dẫn vào khu nhà ở của bệnh nhân. Vẫn còn đó những con người với di chứng căn bệnh phong quái ác, những bàn tay cụt ngón, đôi chân nửa gỗ, nửa da thịt. Nhưng chào đón chúng tôi không phải khuôn mặt khắc khổ sợ sệt mỗi khi thấy người lạ, mà là những nụ cười rạng ngời, ấm áp, những cái bắt tay thật chặt. Qua rồi những tháng ngày đau khổ, những cơn đau hành hạ, hiện đa phần số bệnh nhân phong cũ trong làng đã khỏi bệnh. Với ý chí cuột cường cùng khát vọng vươn lên, chiến thắng số phận, làng phong giờ đây đang khoác lên mình tấm áo mới, no ấm, đầy đủ hơn. Đặc biệt từ khi được phân bổ, bố trí đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ cây con giống và kỹ thuật để canh tác, chăn nuôi đã góp phần tạo thêm sinh kế, giúp bệnh nhân phong tăng thêm thu nhập. Không những nuôi sống bản thân mà nhiều hộ còn vươn lên khá giả, làm chủ cuộc sống. Trong làng có 5 cặp đôi cùng là bệnh nhân phong bén duyên xây dựng tổ ấm và hơn 10 cặp vợ chồng kết hôn giữa bệnh nhân phong và người khỏe mạnh. Và rồi cứ thế lần lượt những đứa trẻ ra đời. Theo ngày tháng, lớn dần lên, hiện đang theo học ở các trường cao đẳng đại học trong và ngoài tỉnh, trở thành cán bộ giáo viên, trở về xây dựng quê hương. Trong bản của chúng tôi thì có 166 hộ, trong đó có 20 hộ dân là thuộc bệnh phong. Thì đời sống của bà con trong bệnh phong thì trước thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị tàn tật nên là thứ nhất là bị dân người ta hay xa lánh,
Rồi đến hiện tại thì cũng Đảng nước ta đã quan tâm và chữa trị cho bà con, và cuộc sống của bà con hiện tại thì cũng đã được hòa nhập vào cộng đồng. Bản Nậm Mô, xã Dạng Đông, huyện Tuần Giáo có 19 hộ bị bệnh phong với 63 nhân khẩu. Cả bản chỉ còn 22 người bị bệnh. Khi được vào làng phong, những con người nơi đây mới thật sự tìm được mái ấm, sự đồng cảm để nương tựa, sẻ chia chống chọi lại bệnh tật. Bao nhiêu người bệnh là bấy nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Họ sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật dày vò. Ở giữa nơi tưởng như chỉ có sự đau đớn do bệnh tật, thì những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích lại chính là gam màu chủ đạo cho bức tranh về làng phong hôm nay. Bởi cũng chính làng phong đã vun đắp và làm nảy nở chuyện tình giữa ông Bạc Cẩm Ức và bà Lò Thị Pâng. Ông Ức bà Pâng vào điều trị bệnh tại đây từ những năm 1979. Vượt qua hàng trăm tuần trăng, thời điểm mà bệnh nhân phong thường bị bệnh tật hành hạ, ông với bà đã nương tựa vào nhau để vượt qua mọi đớn đau. Giờ đã qua tuổi 70, nhưng ông bà đi đâu cũng có nhau, chăm sóc cho nhau. Chúng tôi về điều trị ở đây cũng được đau rồi. Chúng tôi là lấy nhau, dựa vào nhau, sống với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ. Theo chân trưởng bản, chúng tôi đã tìm đến gia đình bà Lý Tả Mẩy, dân tộc Dao, vào khu điều trị bệnh nhân phong K10 từ năm 1989. Sau nhiều năm điều trị, căn bệnh phong quái ác cũng dần nguôi ngoai. Bà đã bén duyên với ông Phản A Thim, cũng là bệnh nhân phong, từ năm 1993. Ông bà quyết định đến với nhau như một sự bù đắp cho mất mát và đau đớn của bệnh tật. Và chính sự kỳ diệu của tạo hóa đã giúp cho ông bà chung sống hạnh phúc. Hiện ông bà có 4 người con, đều mạnh khỏe và đều học hết đại học. Vượt qua những chuỗi ngày dài cơ cực, cuộc sống khốn khó, lo cơm áo, gạo tiền, sau gần 3 thập kỷ nỗ lực, giờ đây vợ chồng bà Mẩy đã có trong tay ngôi nhà khang trang, rộng lớn. Mô hình vườn ao chuồng phát triển với thu nhập trên 100 triệu đồng trên năm. Về được 2-3 năm đấy thì là mấy ai cũng là bệnh thật. Vợ chồng mình ở nhà cũng ở đây chờ thôi, nhưng mà lại cũng gọi là đừng nghĩ là đi về nhà cũng xấu hổ người ta. Thì thôi thì bên nhà mình cũng anh em cũng bảo thôi thì là có người còn thương nhau nữa thì xây gia đình ở đây thôi. Thì là bây giờ mình cũng sức khỏe mình còn đi lại được thì mình lại muốn làm một tí thêm nữa thế thôi. Đối với những bệnh nhân phong nơi đây, sức khỏe có thể yếu, nhưng ý chí của họ luôn kiên định. Phải sống tốt, sống có ích, không đầu hàng trước số phận. Chân tay còn lao động được thì làm. Kinh tế phát triển, cuộc sống khấm khá hơn, cái ăn, cái mặc không còn phải lo. Các con cũng được học hành đầy đủ, tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, công tác trong cơ quan nhà nước. Đây chỉ là 2 cặp trong các cặp vợ chồng ở làng phong không chịu khuất phục trước nỗi đau bệnh tật, cùng dựa vào nhau vượt qua những chuỗi ngày cơ cực, cuộc sống khốn khó để vươn lên. Những ngôi nhà lụp xụp giờ đây được thay thế bằng những ngôi nhà ngói khang trang, đẹp đẽ. Đi dọc làng phong, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, chạy nhảy trên con đường làng rợp bóng mát. Giờ đây, bọn trẻ đều được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Một số đã đỗ đạt cao và trở thành những người có ích cho xã hội. Có một điều đặc biệt, trong số 22 người bị bệnh phong sinh sống ở khu điều trị bệnh nhân phong K10, tuyệt nhiên không có gia đình nào có con cái bị lây bệnh từ bố mẹ. Nhìn những đứa trẻ lớn lên ngay giữa làng phong hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc ngập tràn, vô bờ bến của những bệnh nhân nơi đây. Bằng ý chí tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, không cam chịu đói nghèo, khổ cực, nhiều bệnh nhân phong đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy bệnh tật vẫn còn hành hạ, nhưng sâu thẳm trong họ đã không còn sự tự ti với cuộc đời. Vượt lên sự mong manh trong giới hạn sống, họ tự xây dựng cho mình gia đình hạnh phúc. Cùng với đó, những vòng tay dang rộng của cộng đồng đang trở thành động lực để họ hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn. Thế hệ trẻ ở làng phong chắc hẳn sẽ tự hào về cha ông họ, những người đã không chịu khuất phục số phận, bệnh tật, xây dựng vùng đất khó trở nên mạnh mẽ
và giàu sức sống như ngày hôm nay. Trải qua gần 50 năm, làng Phong hôm nay không còn dáng vẻ hoang sơ, heo hút như thuở ban đầu. Thay vào đó là những người đáng thương của mấy chục năm trước. Giờ đây, họ đang từng ngày, từng giờ hồi sinh trên mảnh đất, nơi đã đổi thay cuộc đời họ. Đến đây chúng tôi xin khép lại trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.